Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt M1 của mình. Thì nếu như các bạn có theo dõi cái app iSnack của các bạn thì hiện bây giờ nó mới vừa cập nhật phiên bản mới nhất các bạn nha. Rồi mà trước khi chúng ta hãy cập nhật thì chúng ta hãy xem một số thông tin của nó trên ở trên Twitter được các bạn. Đây. Xin chào người tuyết, vui lòng cập nhật ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất bao gồm một số tính năng mới và sửa lỗi. Tất cả những điều tốt nhất đội băng. Đó, đã chưa? Đó, nó dần dần nó cải thiện các bạn nha. Rồi, mới đăng cách đây 34 phút nè. Chúng ta phải xem hết cái thông tin này nữa nha. Đây, bấm dịch nè. Tuần này, chúng tôi dự kiến sẽ phát hành phiên bản web di động cho iOS và những phiên bản khác không thể sử dụng Android. Ứng dụng sẽ được phát hành trên iOS khi được Apple phê duyệt. Có nghĩa là đối với các bạn nào xài điện thoại iPhone á, thì các bạn sẽ sử dụng đào trên web. Khi nào mà ứng dụng trên App Store nó được duyệt á, được Apple duyệt thì nó sẽ có ha, trên App Store để các bạn tải về ha. Trước mắt thì các bạn đăng ký và các bạn đào trên web. Đó. Đó là như vậy nha. Rồi tiếp theo các bạn xem thông tin của nó là đang đến 15 phút nè. Chúng ta phải đọc hết các bạn nha, để chúng ta nắm thông tin của cái dự án này. Dự án này rất là rầm rộ, rất là mạnh mẽ các bạn nha, rất rất là nhiều người đang đào ấy nè. Xem là ai Decentralized Future nó trả lời nè: nhóm của chúng tôi đang làm việc để phát hành phiên bản Trung Quốc vào cuối tuần này. Phiên bản này sẽ hoạt động để đăng nhập đăng ký à. Như vậy cuối tuần này thì bên Trung Quốc họ có cái phiên bản mới ha. Rồi đây 15 phút nữa nè. Tải xuống cửa hàng Play hoặc APK từ trang lời mời. Đó, như vậy là các bạn có hai cách các bạn tải cái app iSnack Network này, thì một là APK trong trang web chính của nó, hai là các bạn tải trên Google Play nha. Đó là hai cách như vậy ha. Rồi cách đây 27 phút thì nó trả lời rất là nhiều người nè. Đó, các bạn có thể xem cái trả lời của nó nha. Rồi thì nó là như vậy đó các bạn, thì các bạn hãy tranh thủ cài vào. Bây giờ chúng ta hãy đi vào CH Play để chúng ta tải về các bạn nha. Vui lòng đọc kỹ twist và bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đó, nói chung là nó thông báo như vậy. Như vậy là chúng ta hãy đi vào cái cửa hàng Play các bạn. Chúng ta sẽ tải phiên bản mới nhất nha, bằng cách gõ vào cái chữ là iNet của các bạn nha. Rồi các bạn enter trên bàn phím thì các bạn sẽ thấy ngay phiên bản cập nhật ha. Rồi chúng ta bấm cập nhật đi các bạn. Cái này các bạn tranh thủ đào các bạn nha. Lần đầu tiên các bạn đào, mặc dù đây là bản thử nghiệm nhưng mà các bạn biết rằng á, nó sẽ giữ tốc độ đào cao nhất cho những người đào trước, cho nên là các bạn đừng có để lâu. Các bạn làm thậm chí mình còn stacking tới 5 năm các bạn ha. Nó đã để trong đó có cái mục là stacking 5 năm, tức là đặt cược 5 năm á, thì các bạn biết rằng á là cái dự án này nó cũng lâu dài ha. Mà đã lâu dài mà các bạn không đào sớm thì các bạn không có ăn đâu. Đừng có hy vọng nó đào lên á 5 năm sau nó lên giá 3 4 ngàn đô, 6 5 ngàn đô, không có đâu. Các bạn phải đào sớm từ đầu để các bạn tích lũy được nhiều ha. Còn đến đó giá như thế nào thì không cần biết, vấn đề là các bạn nhiều đã. Nhiều thì phải làm sớm để tốc độ đào cao ha. Bấm mở nè. Còn bây giờ muốn đào ít mà được nhiều tiền nữa thì thôi, có nghĩa là không có muốn làm mà muốn có ăn, thế thì không có quy luật đó các bạn. Phải có làm mới có ăn ha. Đó là quy luật đó, chứ không phải quy luật là không muốn làm mà muốn có ăn, không có đâu. Đó, nó cập nhật các bạn. Đó, nó cập nhật bản hình mới này, thấy chưa? Giới thiệu ha, keep on có nghĩa là giới thiệu đó các bạn, tức là keep on là bỏ qua hết. Còn các bạn bấm next step là các bạn giới thiệu ha, các bạn rành tiếng Anh các bạn sẽ đọc ha, để các bạn hiểu ha. Đó, bấm tiếp theo. Đó, inviting nó hiện lên những cái bước á, như là cái này là lời mời nè, ở đây là cái lời mời bạn bè nè. Rồi next step nè. Đó, để next step nó qua cái bước thứ hai là đây là cái nhóm nè. Cái nhóm đào các bạn, nhớ là rep của các bạn đó. Không? Rep thì có hai tầng các bạn, rep 1, rep 2 nha. F1 level 1, level 2 đó. Cấp 1, cấp 2 đó. Rồi tiếp theo. Đó, nó là cái nút đào các bạn, earning ice ha. Đó. Rồi,
Đây, mình lưu ý cho các bạn cái việc mà đào trên AIS Network này nó khác với các app khác nha. Các app khác á, các bạn không đào á, các bạn không đào á thì không sao, có nghĩa là ngày hôm đó các bạn mất, không có. Còn cái này á, lạ lùng nha, hôm nay các bạn đào, ví dụ các bạn đào được 10.000 con đi, 10.000 con AI này nha, mà hôm sau các bạn bật trễ nó trừ sạch hết rồi. Cho nên là các bạn phải cài giờ, nó đúng cái giờ nào các bạn bật lên các bạn đào nha, phải cài giờ nghe, nó lạ lùng như nó không có giống như các app khác nha. Ví dụ như là trường hợp á, về mà trường hợp á, là ví dụ như các bạn là nó rơi vào cái 1 giờ sáng các bạn phải bật thì làm sao đây, thì á, trên đây á, khi nào nó chuyển màu vàng màu cam gì đó các bạn bấm đè xuống, đè luôn ha, đè luôn thì nó sẽ tự động nó kéo. Ví dụ nha, mình ví dụ như các bạn rơi vào là 1 giờ sáng các bạn phải bật đúng không, thì mình đang ngủ mình sao bật, thì bây giờ làm sao đây, thì ví dụ như cái lúc mà 8 giờ tối nó vàng rồi đó, các bạn bấm đè cái nút nó xuống, đè luôn xuống luôn, thì tự động nó dịch cái 1 giờ sáng nó kéo qua cái 8 giờ tối lúc đó. Được chưa các bạn? Hoặc là các bạn muốn là 4 giờ chiều là nó bật lên đào đúng không, thì các bạn canh nó màu vàng lúc 4 giờ chiều đó, các bạn đè xuống các bạn kéo là nó ra, là lập tức lúc các bạn kéo bao nhiêu là nó sẽ kéo cái thời gian 1 giờ sáng đến thời gian đó mà không có bị mất. Mà nó quy định cái đó là giống như là một cái ngày nghỉ rồi các bạn. Ví dụ như cái ngày nghỉ người ta không có bật được điện thoại được, ví dụ vậy. Trường hợp người ta không bấm được thì sao? Ta bị trừ hết thì sao? Cho nên là vấn đề là người ta nó có cái chức năng đó ha. Thì có lẽ là mình cũng đã hướng dẫn một lần rồi đó. Tuy nhiên là các bạn muốn thì lần sau mình sẽ hướng dẫn, tại hiện bây giờ nó đang xanh. Của mình đang xanh ha, mình không bấm được. Đó thì lần sau mình sẽ hướng dẫn cái này, nếu như các bạn có yêu cầu. Các bạn có yêu cầu thì bình luận dưới video nha. Còn không có yêu cầu thôi. Dễ lắm. Rồi, next step nè. Đó, nó qua cái nút này là cái nút gì đây? Đó, cái bóng đèn. Nói chung là nó tin tức hay cái gì đó. Các bạn cuộn lên các bạn xem ha. Tổ chức gì đó, nó vâu gì đó, nói chung là các bạn xem các bạn sẽ hiểu. Rồi cái đó là cái profile các bạn, cái cuối cùng là cái profile, nói chung là hình ảnh là tên tuổi các bạn rồi đó. Ha. Ở đó là những cái thông tin cá nhân của các bạn nằm ở đó ha, bấm next. Đó, còn cái trên đó là good evening a còng Picasso, là cái nickname ha, đó là cũng là mã giới thiệu luôn các bạn. Đó của mình là Picasso nha. Rồi bấm tiếp nickname thôi. Rồi cái đó là nó gồm có cái nút start các bạn. Start là mình xem cái thứ hạng của các bạn á. Thì trong đây nó có 5 cái thứ hạng cao nhất trên thế giới các bạn. Thì các bạn vô các bạn xem ai là người cao nhất. Nó sẽ liệt ra hết nha. Đó. Rồi help là giúp đỡ thôi ha, có nghĩa là hỗ trợ giúp đỡ khi mà không hiểu cái, hoặc là những câu hỏi mà các bạn cần hỏi đó. Các bạn vô heo ha. Rồi staking là cái phần restaking, có nghĩa là các bạn đặt cược đó các bạn ha. Ví dụ như các bạn như mình đặt cược 5 năm đó là 80% cho đào tốc độ cao ha, 200% cho sướng, chứ mình cũng có nó không có ăn liền đâu. Cái dự án mà lâu như vậy mất chất ăn, dự án nào ăn liền là chỉ ăn là ăn cây ăn gì ăn mài ăn gì, nó giống như Omega vậy đó. Đầu tiên 100 đô, 200 đô, 1.000 đô, ước 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 ao tối nằm ngủ cũng ước ao, ước ước quá chừng luôn, cuối cùng 0,032 đô, giờ tuột xuống còn 0,027 đô kìa. Đi 100 năm nữa cũng chưa chắc lên được đô nữa, chứ ở đó mà tao nói 100 đô, 200 đô, tự nhiên là ảo tưởng ảo mộng, rất là lạ lùng. Mà nói với các bạn á, một cái coin mà mới vừa ra nó không có một cái gì để mà FOMO cho nó thì giá cái gì mà được, FOMO thì cũng chết rồi, nó không có cái gì giá trị thật của nó thì cũng chết rồi, nó cũng tuột thôi ha. Như thằng co cũng vậy, cái miệng thì ầm ầm chứ có cái gì đâu, nó cũng không có cái gì cả, cuối cùng là nó cũng có 0,8 đô các bạn. Nó 0,8 đô là cái miệng nó la dữ lắm đó nha, suốt 3 năm trời là cái miệng của nó la trên Twitter, các bạn thấy cũng khủng bố nữa thôi. Co là đo, co là cái mạng số 1 thế giới nha, vượt qua tất cả ha, là một cái niềm tự hào tùm lum tùm la, cuối cùng 0,8 đô vượt qua không nổi. Mình không phải chê co đâu các bạn, nhưng mà các bạn phải thấy nè, nó phát triển như thằng bi á, ha, mạnh như thằng bi á, mà bây giờ còn chưa chắc giá được bao nhiêu, đừng nói, tại vì chưa có giá thấy giá trị thực mà, huống gì những cái thằng kia có cái miệng thôi, có làm được cái gì đâu, có làm được cái gì hết. Ha. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta để mà khắc phục được cái chiêu này á, là các bạn phải đào sớm để các bạn có nhiều là khắc phục được ha. Mình nói như vậy cho các bạn hiểu đó. Đó rồi này nữa là nó sẽ tăng lên, thấy các bạn thấy không, wallet card tức là cái ví đúng không, đó ví nó tăng lên, các bạn thấy khủng bố không,
Đó. Rồi. Cái này đó là earning card, có nghĩa là nó sẽ hiện ra những cái thông số như là tốc độ đào hàng giờ nè, rồi nó tăng lên bao nhiêu phần trăm nè, ví dụ như tăng của mình là tăng 20.066% nè. Đó, tốc độ cơ bản là 16 một giờ ha. Nhưng mà do staking nè với tốc độ rep nữa này nó tăng lên là 3.266 ai trên giờ ha. Tốc độ đào của nhóm là tăng lên 6.565% ha. Đó, rồi khủng bố không? Cái đây là staking nè, nó hẹn nó là 100 200%, còn cái này là cái gì đây? Cái sau là như của mình quá. Nói chung là nó các bạn xem các bạn sẽ hiểu ngay à, nó dễ lắm. Nó không có gì khó đâu các bạn. Đó. Rồi cái này là cái này là trick day off gì nè. Rồi cái này nó là cái chức năng mình chưa hiểu lắm, nói chung là chức năng này mình chưa tìm hiểu nên chưa dám nói. Các bạn có thể tìm hiểu cái dòng viết của nó nè để các bạn biết nhiều hơn nha. Còn nếu các bạn không biết thì cho mình tìm hiểu mình sẽ nói các bạn. Referral. Referral card là có nghĩa là liên quan tới rep ha. Liên quan tới rep các bạn. Rồi, cái này là level 1, có nghĩa là tốc độ đào của cái rep số 1. Còn cái tầng số 1 và tầng số 2 là rep số 2 ha. Rồi. Nói chung là nó cũng dễ đó các bạn, dễ hiểu lắm, không có gì khó hết á. Rồi cái này là cái nút đào nữa, keep on this. À, keep on nha. Rồi. Đó thì các bạn thấy là đây là tổng cái số rep của mình nè ha. Đây là cái số rep F1 nè, F2 nè, vậy thôi, rất đơn giản nha. Và hiện bây giờ mình đào được 331.922. Còn ngày tốc độ đào là 3.228 2 đến giờ. Ha. Cái này á, là cái tốc độ thử nghiệm các bạn, sau này có thể nó reset lại nha. Chưa biết được nha các bạn nha, chỉ có rep được giữ lại và tốc độ được giữ lại. Tốc độ là cao nhất nha. Cho nên là các bạn phải đăng ký đào. Còn cái này á, là xếp hạng là mình thứ bảy trên thế giới ha. Thì thứ bảy thì cũng thua các bạn, tại vì có 5 người cao nhất, mình là thứ bảy ha, chưa ok đó. Cho nên là các bạn hãy đăng ký nhanh ha, và khi đăng ký nhanh các bạn nhớ hoàn thành cho mình những cái mục này, chính mục này nhé, 2 4 6 7, 2 4 6 6 1 các bạn hoàn thành ha, nhớ hoàn thành nha. Hoàn thành để làm chi? Để các bạn nè nó lên tới cái level chính nè đó, thì cái tốc độ của bạn đào nó nhiều lắm, nó mạnh lắm, thơm lắm, sướng lắm ha. Đó cho nên là các bạn phải tranh thủ nha. Rồi thôi thì đơn giản như vậy thôi, các bạn hãy tranh thủ cập nhật app. Còn bạn nào mà chưa có đăng ký thì vào mô tả video đăng ký các bạn, hoặc là bình luận tiên mình cũng để video hướng dẫn rồi, các bạn làm theo là được, rất là dễ dàng nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.